khi có được tình thương yêu với nhau thì khổ đau không còn thứ chi, sâu méo cũng ra đẹp tròn xinh tươi, buồn ra vui, có tình thương yêu nhau thì có hạnh phúc trên đời. When love is unsuccessfully, so suffering bad way, anything could sneeze or also become a sneeze, sad and the fool with love will be happy in the world. Tiệm tạp hóa nhỏ này là nơi ông Lê Văn Lê, hay còn gọi là Ba Lê, viết nên những bài cải lương bằng tiếng Anh. Ở tuổi 80, ông vẫn ấp ủ ước mơ làm sống lại âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hồi nhỏ là nghe cái lương Úc Rô đồ ca đó, thì nghe mê lắm. Tôi mê thì tôi muốn cái lương nó có giá trị, có ích lợi cho khán giả, ích lợi cho dân tộc. Có niềm đam mê với cải lương từ rất sớm, nhưng sau năm 1975, ông Lê Văn Lê mới có điều kiện theo học thanh nhạc tại một trường sân khấu. Suốt 60 năm qua, ông đã sáng tác hàng trăm bài hát cải lương với nội dung gần gũi, xoay quanh cuộc sống gia đình, xã hội như về các chủ đề ma túy, số đề, tình phụ tử, mẹ con, vợ chồng. Đặc biệt, ngoài việc viết cải lương bằng tiếng Việt, ông Ba Lê còn là một trong những người tiên phong viết cải lương bằng tiếng Anh. Sao nó có tôi viết Anh? Bởi vì gốc gác cũng từ khi tôi đi dự tiệc cưới, mà tiệc cưới nó có rất dài ba người ngoại quốc trong đó, thì tôi mới viết cái chuyển thể bài ca cải lương bằng tiếng Anh. Tôi là không phải là giỏi tiếng nghĩa, nhưng mà lật từ điển viết những bài câu ca ngắn vậy thì viết dư sức đi. Cho nên tôi muốn bây giờ những tác phẩm không riêng tôi mà riêng những cái người giá trị, tác giả khác có giá trị cũng nên chuyển thể cho thế giới người ta biết cái giá trị của cái bộ môn cải lương mình. Ngoài sáng tác, ông Ba Lê còn nhận dạy viết cải lương miễn phí cho những ai có đam mê và muốn theo học. Tôi yêu cái lương vì gì? Càng lớn tuổi tôi thấy một người nghệ sĩ đó, nó phải có trách nhiệm với đất nước, với văn hóa dân tộc. Cho nên những người bạn, những người mà mộ cái lương thì tôi sẵn sàng giúp miễn phí. Người nào mà sáng tác được thì tôi sẽ nhờ bạn bè rồi cũng ca luôn, đặng vô đoàn coi nó đúng hay không. Bởi vì cái ý của tôi là muốn phát triển cái lương mà. Vì cái lương cho nên tôi làm tất cả miễn phí.